Ca sĩ Quách Tuấn Du bị tấn công sau khi hát ca khúc Không Phải Của Mình nhắm vào sự tham lam tài sản của Phượng Ve. Thưa quý khán giả thân mến, mới đây ca sĩ Quách Tuấn Du đã hát một ca khúc Không Phải Của Mình tại Chùa Hộ Pháp do nhạc sĩ Cao Minh Thu sáng tác. Trong lời bài hát như một cú tát thẳng vào mặt của mẹ con Phượng Ve. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ còn đăng trạng thái nhấn mạnh như thế này: Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình thì tại sao phải mất thời gian giành lấy nó. Phía trước còn rất nhiều thứ, biết đâu đó là của mình. Mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện ra rằng đã có rất nhiều nick ảo tràn vào trang cá nhân của nam ca sĩ để tấn công với những từ ngữ khiếm nhã và có phần bẩn thỉu, khiến cho nhiều fan của nam ca sĩ cũng phải lên tiếng tranh cãi với những nick ảo này. Hiện nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng gì về vụ việc này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chúng ta nghe một ca khúc đình đám có tên Thua Một Người Dân của nghệ sĩ Kim Tiểu Long và sau đó là sự xuất hiện của ca khúc Hơn Cả Người Thân của ca sĩ Nguyên Vũ kèm với một MV ca nhạc tả sự trơ trẽn ác độc của mẹ con Phượng Ve, hai ca khúc ấy đã thay phiên nhau giằng xé nội tâm, đánh mạnh vào tâm thức con người còn sót lại của bộ ba Bào Báo Phe. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình, không ai khác, đó chính là chị Ni, đã không màng đến những sự công kích đã điệu từ lũ cành cành, luôn vững chãi và mạnh mẽ dang rộng vòng tay ôm Loan vào lòng, cùng với Loan đạp lên chông gai và dìu Loan vượt qua mọi chông gai. Dìu Loan thoát khỏi tai ương mà mẹ con Phượng đã cài cắm vào cuộc sống của Loan và trong ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Và với những gì đã xảy ra, cộng với sự truyền cảm hứng từ hai bài hát nói trên, thì không chỉ riêng chị Ni mà vô số triệu triệu khán giả gần xa luôn dõi theo và ủng hộ, cùng nhau lên án mẹ con Phượng và nỗ lực giành lại sự yên bình và vị trí con gái ruột của Hồng Loan từ tay mẹ con họ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng âm nhạc cũng chỉ là một giai điệu giúp chúng ta giảm căng thẳng, đúng, nhưng bên cạnh đó có những ca khúc truyền cảm hứng có sự lan tỏa mạnh mẽ. Nếu như ca khúc đó bao hàm được những lý lẽ, những câu chuyện có trong đời sống, nó lên án sự bất công và lên án thẳng vào sự tráo trở. Và ca khúc lần này của nam ca sĩ Quách Tuấn Du là lời bài hát cho đến giai điệu đều vô cùng xuất sắc, truyền cảm hứng vô cùng đỉnh cho khán giả. Khi nghe xong ca khúc này, ai ai cũng đều gọi tên Phượng. Không biết Phượng có nghe thấy gì không, có nhục không, có buồn không, có đau không, cô có còn dám xuất đầu lộ diện trơ trẽn nữa hay không. Nếu là một con người có sĩ diện thì thiết nghĩ về nên đóng cửa tiệm rồi trốn đi đâu đó một thời gian. Nói như vậy thì chắc mọi người cũng hiểu Ve thì làm gì có sĩ diện, nên Ve sẽ sừng sững đứng ngay quãng bún bò mà bật ca khúc này lên phát cho khán giả đến ăn và nghe. Thế mới là Ve, là một cô ca sĩ vô liêm sĩ, một người phụ nữ vô văn hóa, một người công dân bác bộ pháp luật nhà nước. Bài hát của ca sĩ Quách Tuấn Du vào thẳng vấn đề, ở ngay câu hát đầu tiên thôi mà khán giả đã hả hê vô cùng. Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Những vai diễn khóc cười, để bao người nhìn thấu lòng tham. Tên anh em máu thịt, mà giờ chẳng yêu thương gì, đồng tiền vô nghĩa, làm mờ đi lý trí anh em. Không phải của mình, có đau buồn trách móc cũng vậy thôi. Lúc có cho quá nhiều, để canh chịu buồn trắng bàn tay. Tên anh em máu thịt, làm sao bỏ nhau cho đành. Choàng tay anh gánh hết, gánh gia đình nợ nần lao đao. Một số khán giả đã để lại bình luận: bài hát nghe rất hay, tập đoàn kênh kênh đòi nhà cho ở nhờ và đòi đồng sở hữu tài sản của con gái người đã mất vào đây mà nghe. Cảm ơn nhạc sĩ đã sáng tác bài hát quá hay, ý nghĩa, gửi cho những người tham lam tranh chấp nhà cửa, tài sản không phải của mình làm ra mà bất chấp luân thường đạo lý của con người, không hề nghĩ đến tình thân, máu mủ mà đi kiện tào lao. Quách Tuấn Du quá tuyệt vời, những kẻ ác độc tranh giành tài sản nhà cửa nghe bài hát này khi ra đường, những cái ác độc kia nhớ lấy cái quần, đội lên, chứ đừng đội nón nghe kền kền. Bài hát quá ý nghĩa mà thực tại của xã hội hiện lên rõ nét nhất là tại gia đình của cổ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cha mất để lại tài sản cho con mà bị mẹ con của cô, tức em gái của cha, bà Sáu Bào, đòi đồng sở hữu rồi kiện, rồi thưa đứa con của người đã mất. Thật thương cho đứa con, đó là Hồng Loan, phải chịu nhiều thiệt thời, mong cộng đồng mạng luôn bên cạnh bảo vệ Hồng Loan. Quách Tuấn Du ơi, con hát bài này cô rất cảm ơn con, cho mọi người có tâm ham dành ăn với cháu của mình, lương tâm thật gian ác. Cô rất quý tình nghĩa đạo đức của cháu, một lần nữa cảm ơn cháu vì bài hát rất hay. Kính thưa quý khán giả, ca sĩ Quách Tuấn Du chắc không còn xa lạ với quý vị trong drama của Vũ Linh rồi. Nam ca sĩ này chính là người đã mở ra việc bảo vệ hình ảnh của cố nghệ sĩ trong đám tang của Phượng Ve. Vì khi ấy, trong lúc tăng gia bối rối thì Phượng Ve đã thể hiện quá mức cho phép nên đã khiến rất nhiều người lầm tưởng Phượng Ve là người thân nhất của cố nghệ sĩ.
Thiết nghĩ lúc bấy giờ, thật lòng của nam ca sĩ Quách Tuấn Du không biết Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ ô tô Vũ Linh. Chứ nếu mà biết thì làm gì Phượng Ve có vé để ký hợp đồng bán đứng hình ảnh của cố nghệ sĩ như vậy. Phượng Ve lương lẹo tráo trở trơ trẽn cho dữ vô, giờ thì bao nhiêu là đắng cay, một mình Phượng Ve phải gánh chịu cho trọn vẹn, cho đầy đặn từng cơn nha Ve. Và hôm nay Ve có lẽ là vui mừng vì cái quán bún bò từ thiện rửa tiền phung điếu của Ve đã được buôn bán trở lại sau một chuỗi ngày phải đóng cửa vì con đường trong hẻm quán bún bò phải sửa chữa nâng cấp. Nhưng niềm vui đó khó mà trọn vẹn vì trong thời điểm này ca khúc Không Phải Của Mình đã được cư dân mạng truyền tay nhau trên khắp mọi ngóc ngách của mạng xã hội. Nam ca sĩ Quách Tuấn Du đã hát tặng khai trương lần 2 lần trở lại của quán bún bò. Ca khúc này hơn ai hết Ve sẽ là người thấu hiểu rõ ràng từng lời vàng ý ngọc trong bài hát mà nam ca sĩ Quách Tuấn Du gửi gắm. Đối với Loan, khi nghe ca khúc này, Loan sẽ thấy thương cha vô bờ bến. Còn đối với Ve, với 6 bào 7 báo thì phải vội kiếm vài cái quần đội lên trên đầu và trốn cho thiệt kỹ vì quá là ê chề và thốn sâu trong con tim qua từng câu hát. Cụ thể như thế nào, xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chính ngay sau đây. Thưa quý vị, nếu như trước đây chúng ta có một ca khúc đình đám có tên Thua Một Người Dân của nghệ sĩ Kim Tiểu Long và sau đó xuất hiện ca khúc Hơn Cả Người Thân của ca sĩ Nguyên Vũ kèm một MV ca nhạc tả thực sự trơ trẽn ác độc của mẹ con Phượng Ve. Hai ca khúc ấy đã thay phiên nhau dần xé nội tâm và đánh mạnh vào tâm thức con người còn sót lại của bộ ba Bảo, Bảo, Ve. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình, không ai khác là chị Ni đã không màng những sự công kích đá đẻo từ lũ cành cành, luôn vững chãi và mạnh mẽ dang rộng vòng tay ôm Loan vào trong lòng, cùng Loan đạp lên chông gai, dìu Loan thoát khỏi tai ương mà mẹ con Phượng Ve đã cài cắm trong cuộc sống của Loan và trong ngôi nhà không năm Đoạn Thị Điểm. Với những gì đã diễn ra cộng với sự truyền cảm hứng từ hai bài hát trên thì không chỉ chị Ni mà còn vô số triệu triệu khán giả gần xa luôn dõi theo và ủng hộ cùng nhau lên án mẹ con Phượng Ve và nỗ lực giành lại sự bình yên, vị trí con gái ruột của Hồng Loan từ tay mẹ con của họ. Đôi khi chúng ta nghĩ âm nhạc chỉ là một giai điệu giúp chúng ta giảm căng thẳng. Đúng, nhưng bên cạnh đó có những ca khúc truyền cảm hứng có sức lan tỏa rất mạnh mẽ. Nếu như ca khúc đó bao hàm được những lý lẽ, những câu chuyện có trong đời sống, nói lên sự bất công và lên án thẳng sự trảo trở. Và ca khúc mới nhất của nam ca sĩ Quách Tuấn Du lần này, từ lời bài hát cho đến giai điệu đều vô cùng xuất sắc và truyền cảm hứng vô cùng đỉnh cho khán giả. Khi nghe xong ca khúc này, ai ai cũng đều gọi tên của Phượng Ve. Phượng Ve có nghe thấy không hả? Có nhục không? Có buồn không? Có đau lòng không? Có còn dám xuất đầu lộ diện trơ trẽn nữa hay không? Nếu là một người có sĩ diện thì thiết nghĩ Ve nên đóng cửa tiệm rồi trốn đi đâu một thời gian đi nha. Nói như vậy thì quý vị chắc cũng hiểu Ve làm gì có sĩ diện đâu, nên Ve sẽ sừng sững đứng ngay quán bún bò mà bật ca khúc này lên phát cho khán giả đến ăn nghe. Thế mới là Ve là một con ca sĩ vô liêm sĩ, một người phụ nữ vô văn hóa, một người công dân bán bổ pháp luật nước nhà. Bài hát của ca sĩ Quách Tuấn Du vào rất thẳng vấn đề, ở ngay câu hát đầu tiên thôi mà khán giả đã hả hê vô cùng. Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Những vai diễn khóc cười để bao người nhìn thấu lòng tham. Tình anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu vì đồng tiền vô nghĩa làm mờ đi lý trí, anh em. Không phải của mình, có đau buồn trách móc cũng vậy thôi. Lúc có cho quá nhiều để canh chiều buồn trắng bàn tay. Tình anh em máu thịt làm sao bỏ nhau cho được. Tròn tay anh gánh hết gánh gia đình, nợ nần lao đao. Thưa quý vị, chỉ một đoạn đầu của bài hát thôi mà ca sĩ Quách Tuấn Du và nhạc sĩ Cao Minh Thu đã lột tả thẳng vào trọng tâm của sự việc. Ai mà chẳng biết cố nghệ sĩ đã phải lao đầu bao phen vì nợ nần của 67 và cả chuyện lo lót cho con đường sự nghiệp của Phượng Ve. Nói thẳng ra, cố nghệ sĩ chỉ có cho đi và chưa nhận lại được gì xứng đáng cho sự hy sinh đó. Chỉ thấy rằng cố nghệ sĩ chịu thêm nhiều đau thương mà thôi. Ông nằm xuống, chúng nó cấu xé con gái của ông, chèn ép Hồng Loan mém phải lùi bại vì kinh tế cạn kiệt. Năm đứa cháu ngoại một phen hốt hoảng vì mẹ bị tù tội, do phía của Phượng Ve đã cố tình kiện tụng. Cố nghệ sĩ còn sống thì lệ thuộc vào danh tiếng của ông để Ve bào báo làm mưa làm gió. Đến lúc cố nghệ sĩ nằm xuống thì bọn này tiếp tục tạo ra cơn bão phúng điếu. Rồi chúng nó đã cuốn hết tiền vào túi của chúng, rồi nó bán rẻ danh dự của cố nghệ sĩ với cái giá 660. Hàng tỷ đồng đã bơi vào túi của chúng, đến giờ vẫn chưa sao kê.
ở đoạn cuối bài hát, nam ca sĩ có nhắc đến sự linh thiêng của cố nghệ sĩ, giúp chúng ta nhớ ngay đến những lần cố nghệ sĩ khai khẩu ông sản Pháp và tiếng Mỹ, lẫn con ve ở Việt Nam, lâu lâu nói điên nói khùng, tự đục vô cái bản mặt của mình, tự vạch áo cho người xem lưng. Và ngoài sự linh thiêng trừng trị bọn ve, thì cố nghệ sĩ cũng rất mắc tay khi dù đã ra đi, nhưng hào quang của cố nghệ sĩ đã giúp Loan thành công hơn, đến gần với khán giả, đi hát, đi diễn kịch và cả xuất hiện trên màn ảnh rộng, phim điện ảnh chiếu rạp. Vì cố nghệ sĩ hiểu rằng chỉ khi Loan được che chở bởi hàng triệu vòng tay của khán giả thì Phượng Ve mới không dám làm càn, quậy phá cuộc đời Hồng Loan. Có khán giả mới có cố nghệ sĩ, một ông hoàng cải lương hộ quản. Và vì thế cố nghệ sĩ cũng muốn gửi gắm Loan cho khán giả và những thành viên trong hội yêu thương, hãy bảo vệ Loan và đưa Ve vào vòng vây của pháp luật. Đứng trước vành móng ngựa, sự trơ trẽn của Ve phần nào sẽ bị mờ nhạt. Đứng trước chiếc búa công lý của thẩm phán, Ve sẽ trở nên nhỏ bé và vô cùng yếu mà thôi.